Xin chào tất cả các bác. Mặt hàng sâm đương quy tươi hiện tại tháng 7 này đã có nhiều và đã bắt đầu có củ to rồi. Và nếu như mà các bác mà ngâm cả lá thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 củ một cân. Còn nếu mà cắt lá các bác chỉ ngâm củ không, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 củ một cân. Nhưng đây vẫn là hàng chọn nha các bác, còn nếu mà hàng xô thì nó sẽ nhỏ hơn. Và cái sâm đương quy tươi thì có tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe, như là làm tăng tuần hoàn máu, giúp phòng chống đột quỵ này, chữa những cái vấn đề liên quan đến viêm phế quản, viêm amidan, hoặc là hỗ trợ điều trị những cái bệnh về tiêu hóa, bệnh về da, về xương khớp. Nói chung là có rất nhiều đối tượng có thể sử dụng được cái sản phẩm sâm đương quy tươi này. Và giá hiện tại bên em đang bán là 110.000 đồng trên 1kg hàng tươi ạ. Và bác nào trước khi gửi hàng, bác nào mà có nhu cầu làm sạch, bên em sẽ hỗ trợ làm sạch luôn, xịt rửa sạch sẽ để khô ráo, đóng hàng gửi đi cho các bác, về các bác chỉ việc ngâm thôi. Đấy, và cái đương quy tươi này các bác ngâm rượu uống nó rất là thơm. Ngoài ngâm rượu thì các bác có thể là nấu canh này, nấu canh hầm canh hầm gà đấy, hoặc là các bác sắc nước uống đều rất là tốt. Hàng tươi là 110.000 đồng 1kg, còn cái hàng khô đương quy thì có hàng khô, bác nào mà lấy nó là 300.000 đồng 1kg. Và bác nào mà ở xa như các khu vực miền Nam, hoặc là những cái nơi mà vận chuyển khoảng tầm 5 đến 10 ngày thì mới đến nơi ý, mà các bác cũng vẫn muốn lấy hàng tươi, thì các bác cứ inbox trực tiếp cho em sẽ tư vấn cho các bác làm sao để gửi hàng đi mà cái hàng nó đảm bảo chất lượng, dù cái thời gian gửi nó dài hơn đấy. Và các bác mua hàng này liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0868184777. Các bác có thể là gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin Zalo cho em ạ. Sau khi xem xong video này thì các bác nhớ ấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái thông tin video sản phẩm mới của bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.